Thông báo với các bạn là Hebi nhận đơn ship liên miền cho tới hết ngày hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2022. Tức là các bạn chốt đơn trong ngày hôm nay sẽ chắc chắn là nhận hàng trước Tết. Và sau ngày hôm nay mình sẽ ngưng nhận ship hàng đi miền Trung và miền Bắc nha các bạn. Còn những bạn nào ở miền Nam thì cho hết ngày mai là ngày 25 tháng 1 năm 2022. Ở miền Nam cũng có nhiều cái địa phương rất là dễ bị vỡ trận, ví dụ như ở Bình Dương và Đồng Nai, những cái chỗ mà có khu công nghiệp nhiều các bạn, cái số lượng người nhiều á, Tết là cái lượng đơn hàng nó tăng khủng khiếp luôn. Hầu như năm nào Hebi cũng bị bên vận chuyển là đầu năm trả hàng nha, có nghĩa là giao hàng tới là không có kịp, giao tới cái kho để có thể xuất giao cho khách rồi, nhưng mà lượng đơn hàng nhiều á, mấy anh bưu tá không giao kịp. Thật sự tới giờ đó thì mình cũng không biết kêu ai luôn. Chỉ là sorry khách, rồi nhờ khách tìm chỗ nào gần gần mua cho kịp chuyến đi về quê của mình. Còn Hebi thì cầu mong cho bên vận chuyển giữ cái hàng cho nó đàng hoàng, đừng bị hư hỏng hóc gì được rồi, đừng bị lạc hàng. Giải quyết mấy tình trạng bị lạc hàng hoặc hư hỏng hàng hóa nó rất là nhức đầu và rất là tốn nhiều cái cảm xúc tiêu cực các bạn ơi. Cho nên đó, làm gì cho nó chắc cái đó đi ha. Ví dụ như các bạn ở miền Trung và miền Bắc ngày mai muốn đặt hàng thì Hebi cũng không thể nào mà ship cho các bạn trước Tết được. Một người muốn mua, một người rất là muốn bán nhưng mà lại không có thể nào thực hiện được điều đó. Giống như yêu nhau không đến được với nhau đó, hai bên mà cũng đau khổ. Mà lạ thêm cái nữa là bên vận chuyển họ cũng muốn vận chuyển luôn nhưng mà lại không kịp thôi. Thôi lan man nhiều rồi nha các bạn. Đây là cái mũ Yuhi 981 lên bộ tem Winner màu xanh GB. Nó ngã gần như màu tím than, nó hơi đậm nha mọi người. Và gắn đi dấu Vista. Sự ra bạn nào thích mũ này thì nhìn cái là biết liền nha các bạn. Cái giờ này mà nói mà cái mũ 1,5 triệu nhìn thích cái mua liền không có đâu. Chắc là các bạn đã tìm hiểu kỹ lâu rồi. Video này lên là để cho các mọi người nhìn lại là nó rõ 3D các góc và xoay xung quanh nó ra làm sao thôi. Chứ mũ này thì mình nói rồi, qua Tết là sẽ tăng giá lên nha các bạn. Là hãng nhà phân phối tăng giá chứ không phải là Hebi tăng giá nha. Và giá thị trường sao thì mình bán đúng vậy, mình chỉ cam kết là làm dịch vụ tốt hơn người ta thôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.